Thưa quý vị, cô bác, anh chị, nếu em không phải là một chàng tiên cá thật sự, thì em không sống được với thiên nhiên như thế này. Và em không có được tình yêu của các loài vật. Mọi người đã phỉ báng em, đã hủy hoại em. Những gì em cố gắng bảo vệ động vật thì mọi người nói em là buôn lậu thú. Em là một chàng tiên cá được quốc tế công nhận thì mọi người nói em chỉ mặc đồ bơi tiên cá để cosplay. Em dạy cho trẻ em làm tiên cá thì mọi người nói em dụ dỗ trẻ em bằng việc bán đồ bơi tiên cá. Và em yêu quý trẻ em thì mọi người nói em là ấu dâm. Dạ, đó là những gì mà tình yêu thương chân thật quý vị đã dành cho em. Nhưng không ai hại được em. Em vẫn tự tại trong thiên nhiên đây. Dạ. Còn những vị em đã cố gắng đóng góp tiền của mình để bảo vệ thiên nhiên động vật bằng việc làm công nghệ, thiết kế website phần mềm nổi tiếng từ năm 2012, đi đầu trong lĩnh vực website, thì em để cho mọi người có được cái công nghệ của mình rồi bắt đầu làm ăn phát triển, cạnh tranh luôn cả em, nghề web của em. Em cũng không cạnh tranh lại. Khi em cứu thiên nhiên động vật, em đã có được thứ mà em muốn, đó là sự hạnh phúc, sự tận hưởng cao cấp nhất của đời người. Ôi, đến bây giờ thì gia đình của em cũng không có ưa gì em, bởi vì họ nhìn thấy em là một kẻ thua cuộc. Mọi người nhìn thấy em rất là ghét. Nhưng vẫn còn đâu đó những vị Bồ Tát luôn ủng hộ em, những cái công việc của em. Và tất cả những gì quý vị dành cho em thì đổi lại ngày phán xét không bao giờ dừng lại. Covid-19 đang phán xét tất cả, nạn đói và cả chiến tranh nữa. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì em vẫn tự tại trong biển khổ này. Ai đi theo em, đó là con đường đi đến bát chánh đạo, đến sự giải thoát khỏi nỗi khổ thân tâm. Em không thuyết pháp mà em đang hành pháp. Điều đó thể hiện qua nhịp tim của em, không có sự giả dối. Đời này ai có tim đập chậm hơn em bước ra đây, em bái làm sư phụ. Bởi vì chỉ có những người đạt đến cảnh giới của sự thiền định chân thật mới có thể làm được điều đó. Mới có thể làm chủ thân nhiệt mình ở trong nước. Giống như em. Em không cảm thấy sự lạnh lẽo. Em rất là tự tại như một con cá trong cái sông này. Bây giờ bàn chân của em đã quen hết những cái đáy sông ở đây. Bước đến đâu á, nó có những cái vật sắc nhọn thì em đều biết được rồi. Đó là kinh nghiệm. Chúng ta không yêu quý bảo vệ thiên nhiên động vật, chúng ta sẽ không có những cái kinh nghiệm tự tại, thoát khỏi nỗi sợ hãi. Luyện tập trong lúc sống của mình thoát được nỗi sợ hãi, sự điên đảo, sự tham sân si là cách mình sẽ giải thoát đến thế giới tốt đẹp. Không cần phải niệm Phật A-di-đà, mà chỉ cần mình biết cách nhiếp tâm vào hơi thở, đưa nhịp tim chậm xuống, đạt đến cảnh giới có thể giải thoát linh hồn, là mình sẽ biết tất cả. Vũ trụ vạn vật nhân sinh, đa thế giới, từ trường, lực hấp dẫn, các kiểu. Chúng ta đến thế giới này để làm nhiệm vụ. Nếu quý vị không thích thì quý vị sẽ bỏ đi, lãng phí khi được mang thân người của mình. Dạ, em nói lần này chắc cũng là lần cuối thôi, bởi vì em nghĩ là em có nói nhiều cách mấy mọi người cũng sẽ không nghe được. Bởi vì quỷ thần ngăn cản, họ không muốn quý vị trở thành tiên Phật. Tội lỗi của quý vị xứng đáng phải bị đọa địa ngục. Chả ai muốn cho quý vị làm tiên Phật. Em làm được chàng tiên cá tự tại trong biển khổ hôm nay đã là một thử thách rất lớn. Nhưng khi em chia sẻ thì đều bị phỉ báng.
Bởi vì sao? Thứ em có chỉ là thiên nhiên và động vật. Còn những người nói chuyện rất là hay, hoa mỹ, cái họ có tiếp theo chính là tiền, vật chất. Em thì không có vật chất nên em chịu thua với tất cả. Đệ tử của em chỉ là thú thôi, em không có đệ tử người nữa. Ai da, ti ti, chừng nào ti ti từ bỏ tiêu anh. Nó muốn ăn đó. Cái hành động đó là nó muốn ăn thưa quý vị. Về nhà thôi. Nó đói bụng rồi, thôi đi về. Ô quý vị ơi, nhìn cho kỹ nha. Trong nước này có những chú cá nòng nọc nhỏ nè. Đây là những chú cá này lớn lên chưa biết là cá gì. Nó rất là nhỏ, như con nòng nọc vậy đó. Mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng đều có người đi lú. Như mọi người cũng thấy, em mua một chuyến như vậy là 600.000. Dạ. Giá tiền là luôn luôn thay đổi. Lúc 500, lúc 600. Hôm nay là mua 800. Dạ. Bởi vì á, người dân á phải bán theo giá ở chợ. Bán cho em á, em thả phóng sanh đem ra chợ thì đã chết rồi. Ngày nào em cũng muốn phóng sanh như thế. Vì đây cũng là cách á để cho em rèn luyện bơi lội cho bản thân. Bởi vì nhịp tim của em mà lên bờ quá lâu giống như mọi người, nó sẽ đập nhanh ngang với mức của con người thì em sẽ bị đau tim. Nên tim em phải luôn đập chậm. Và em rèn luyện cho rái cá trở về với tự nhiên, cho chó cá thân thiện với môi trường. Đó. Rái cá ti ti á, nó phải quen được cái khu này. Sau này nó đi kiếm tình yêu, nó có muốn về với em cũng được. Và các ngư dân ở đây á đều phải biết kênh YouTube của Tuyun, nên em phải gieo duyên với tất cả để các loài vật em nuôi nó ra thiên nhiên, nó không bị người ta sát hại. Và em cũng muốn làm video để mọi người thấy thú hoang dã nên nó thuộc về hoang dã. Nhiều người thấy rái cá đi theo em, muốn mua rái cá, muốn nuôi rái cá, nhưng họ không sống được như rái cá. Họ không phải là tiên cá. Cơ thể em không bệnh tật, em không gây bệnh cho rái cá. Nhưng quý vị á, bệnh đã thoát khỏi chưa? Nếu nuôi rái cá, vi trùng của quý vị truyền sang nó sẽ chết. Nên xin hãy học hỏi các cách bảo vệ thiên nhiên động vật của em. Và đừng nghĩ theo cái hướng là ích kỷ và tham lam. Hãy dẹp bỏ cái bản tính. Hãy loại bỏ cái bản tính gốc của con người chính là tham lam và ích kỷ đi, để có được tình yêu thương rộng lớn của muôn loài. Dạ. Quý vị hãy phỉ báng em đi. Hãy sỉ nhục em. Hãy nói với tất cả mọi người em là một tên lừa đảo. Hãy làm điều đó. Quý vị sẽ nhận ra được cuộc đời của mình, tương lai của mình như thế nào. Để làm bài học cho bản thân mà thức tỉnh. Hãy làm vì điều đó đi.